bão đó từ cái nguồn, không phải nguồn nước, cái hơi nóng của cái vịnh đưa tới đó. Nguy hiểm đó. Có một cái dạng triển lãm gì đó ha. Galaxy Z đó. Galaxy Z đó, I remember. Có một rainbow. Đỏ quá. Mình đâu có thấy có bãi đâu đâu và ai mà mình tắm. Galaxy. Cái gì rõ anh chạy xài tiền đâu ra, có phải anh bày không hay đâu ra? À, câu hỏi đó quan trọng, câu hỏi đó quan trọng đó. Thì gần 2 đô Mỹ chứ mà. Quê á. Dạ. Chú anh. Quê á. Quê mấy bạn đây, vì nó bị stress, nó suy nghĩ vào stress á. Tại sao mà chị doanh nhân làm việc kiếm tiền mà đi chơi dữ vậy? Đó, stress luôn, không biết chứ gì đâu. Tại vì mình cứ tối ngày đi ké không, giống như từ hôm nọ giờ đi theo đoàn này, chưa tiêu một đồng nào hết. Không tiền khách sạn, tiền xe rồi đó. Chủ quỹ chi hết trơn rồi. Chủ quỹ doanh nhân kiếm tiền đâu ra? À, đó chắc cũng mặt cao quá mà chị đi mà chị đi một lần 6 tháng tiền đâu ra đó con cho bà tiền không? Dạ không, có đại gia. Có đại gia bảo kê chết rồi xong rồi rồi con khai rồi kìa, đại gia bảo kê đó. Con nghe có hình điện ảnh qua cái tiền cái chồng rồi. Thank you.
đi xuống.